Hello cả nhà. Tiếp theo sẽ là hàng cỏ dành cho mấy anh em tay nhỏ. Nhưng mà cỏ này là cỏ độc nha. Chơi một em hàng gọi là hàng hàng nội địa Nhật trước đi. Made in Japan. Rồi, uy tín nha. Một cái điểm mà em thích nhất ở chiếc này đó chính là cái viền của nó này. Cái viền vàng của nó gần như là hoàn hảo. Độ mới rất là cao. Nước vàng còn rất là đẹp nha. Và nó có những cái cạnh khí này nữa nè. Một cái gọi là một cái niềng vàng. Núm cái tên của thương hiệu nè. Chữ B cách điệu hả ta? Đúng rồi. Pacher. Pacher thì em cũng không biết nó có nghĩa là gì. Tuy nhiên thì thiết kế mặt trắng nè, kim cọc số màu vàng, viền vàng, nó tạo một cái cảm giác khá là sang. Dây da và cái khóa thì em đã thay mới đây. Khóa này cũng là khóa đúc loại tốt này. Khóa đúc đây. Hàng nội địa Nhật ha. Nói chung đây là một cái mẫu nó gọi là nó đơn giản, và nếu như mấy anh em nếu mà sẽ biết về những cái dòng Citizen, những cái ông mấy cái ông Citizen ở trong thế giới di động á, nó hay có những cái mẫu tương tự vậy nè, cái kiểu đơn giản thanh lịch. Thì chiếc này được cái nó còn độ mới nó còn khá là cao, cũng như là nó đơn giản, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi. Mà những cái chiếc này anh em mua về tặng cho phụ huynh rồi chắc cũng thích á, tại vì nó phù hợp cho những người lớn tuổi mà. Rồi. Đơn giản thì nó sẽ không có lỗi thời. Nói chung tặng quà mà người nhận mà thấy cái chữ Made in Japan cái là thích ngay. Rồi, size 41 nha. Chiếc này sẽ là con này để cho mấy anh em giá nhiêu đây. Thôi, để cho mấy anh em con này giá là 850 đi. Dễ chơi. Rồi. Cho em ghi mã mấy cái chiếc cỏ để cho nó dễ phân biệt. Cái này gọi là hàng nhất. Ba chờ hả? Rồi, 850. Con này mã là niền vàng đi. Rồi. Niền vàng chứ không phải niền răng nha. Đúng. Ê, siêu phẩm nè, siêu cỏ chứ. Cái này gọi là siêu cỏ nha, chứ không phải siêu phẩm đó. Thấy anh em thấy thấy cái gì chưa? Mặt vàng két. Độ mới 98%. Rồi bộ kim nè. Kim dây bít lỗ nè. Bộ kim màu vàng nè, cái cọc số màu vàng nè. Và đặc biệt cái mặt của nó có giống như mặt tuyết vậy, mặt này mặt cát sa mạc cái gì nè, một cái mặt sần này, rất là ít gặp, chỉ có những cái dòng mà đời cao thì mới gặp thôi. Có lịch thứ lịch ngày tiện lợi luôn nè, đã chưa. Con này hình như cũng là phải hàng nội địa không ta, hơi chắc vậy. Con này nè. Shokuta Yakamoto Tokuda Ajinomoto. Rồi. Cái ông này ông phối hợp một đống các cái chất liệu ở trong sản phẩm nha. Đâu rồi ta, lấy nước làm sao ta. Trước tiên nè. Đây nè, dễ đọc này nè. Titanium Middle. SGB 30 benzen. Có nghĩa là cái niềng này nè. Cái niềng đây là nó sử dụng bằng vàng 30. Em thì không phải dân chơi đồ cổ cho nên em không hiểu lắm. Nhưng mà theo em 30 nó giống như là cái lớp phủ vàng của nó là được kiểu 30 micron mà. Nói chung em không rành, cái đó em không dám nói. Nhưng mà trước tiên là cái nước vàng rất là đẹp. Và theo như cái thông số này á, thì rõ ràng là cái vành benzene của nó là được mạ vàng là 30 SGB này. Stainless steel bar, thép đúc.
nhưng mà ở đây nó có cái dòng titanium middle, có nghĩa là cái dây ra bằng titanium. Nhưng mà hay một cái đây là dây titanium mẹ vàng nha. Thường á, thì titanium á, nó sẽ làm mình sẽ thường gặp ở màu màu và màu đềm mi trắng trắng bạc và trắng đục. Còn thằng này là đềm mi bạc và vàng. Đó. Rất là ít gặp những cái mẫu dây titanium mà nó lại có phối vàng như vậy. Đó, khó zin nè. Đây, khó zin là titanium này, japan. À, như vậy con này là hàng nội địa rồi. Tại vì ngay cả cái khó mà nó còn có chữ japan nè. Luôn luôn chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khó sẽ là China hoặc là Thái Lan, Malaysia, Indo. À, con này là chủng là địa nội địa Nhật luôn á. Và chiếc này nếu như anh em để ý là ngày 11 tháng 1 25 gì đây, có thể là kỷ niệm sinh nhật 25 tuổi vào ngày 11 tháng 1 cho ai đó. À, ông gì đó tặng cho cái cô nàng gì đó. À, rồi à, đại loại vậy, một cái sản phẩm kỷ niệm. Rồi ok, cái đấy thì nó sơ sước chứ còn mà cái mặt của nó anh em nhìn thấy không, quá đẹp luôn. Anh em nên nhớ là cái màu vàng của mình á, thì nó mà chảy xước á, thì mình sẽ thấy ngay và gần như là không có xử lý được. Thế nhưng cái chiếc này á, cái nước vàng ở trên dây nè và cái nước vàng ở trên cái viền nè còn rất là mới. À, chứng tỏ là con này là đồ mới, như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Size thì nhỏ đây, đây. Size nhỏ, con này kiểu nhỏ mà có vỏ mà. Ôi chà, con này nói cho mấy anh lớn lớn tuổi thấy vậy cho vẫn thích đeo á nha, chứ không phải là chê đâu. Size ngang là 30 31. Đây. À, tính chưa tính đúng nha, tới viền thôi. Size dọc, à vậy là size dọc 21, vậy là con này vẫn vuông. Rồi, ok. Chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 980k, bởi vì nó còn rất là mới và cũng khá là hiếm gặp nha. Rồi, con này sẽ là mã là Titan nha. Titan 980. Rồi, tiếp theo sẽ là một em S-Watt thụy sĩ, nhưng mà con này á nó là có một cái ngôi sao 5 cánh ở trên này và cái viền của nó có khắc tên các thành phố này. Anh London, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Bin Bin Gray là Bỉ á nha. Tại vì thụy sĩ thì nó xài ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, thì có thể Bulgari chính là Bulgari là tiếng Pháp, nó là như vậy. Thằng Bỉ cũng xài tiếng Pháp luôn nha. À, đúng rồi, thằng Bỉ nó cũng xài tiếng Pháp luôn. Em đi Bỉ rồi mà. Young Red. Chai Stit và Vernai nè. Còn hai thành phố này thì à, thằng đây em biết. Còn Young Red này là nó là thuộc Nga. Xưa có câu lạc bộ Dynamo Young Red đúng không? Dynamo Kiev và Dynamo Young Red luôn. Con này dạ quang cực sáng luôn. 1 2 4 5. Nó 5 giây là đây. Ban ngày mà nó đã sáng như vậy rồi thì là quá đẹp. Con này thì size đó chắc cỡ 37 thôi. À, 36.6 thôi, 36.5 chưa cả núm. Con này khó zin và rất là đẹp nha, khó đúc luôn nè. Khó kiểu gặp này. Đó. Máy thì xỉ nè. Rồi, con này em để cho mấy anh em giờ giá là 880k, bởi vì em đã lên một cái sợi dây màu xanh phù hợp với cái mặt của đồng hồ. Còn dây cũ thì nó hư rồi. Cái điều là cũng khá là ok ha, hài hòa á. Con này em thích nhất là cái khó này, cái khó nhìn rất là chắc, đẹp lắm. Rồi, con này mã Thủy đấy, 880k.
Rồi, tiếp theo sẽ là BMW Vagari, hàng độc lạ. Đây, ba em này đều có một cái điểm chung, đó là nguyên zin hết toàn bộ luôn. Dây khóa nè, khóa Vagari. Cái hãng Vagari này á thì nó sử dụng máy của thằng Citizen nha, hay cứ GN0S là mã máy của Citizen. Con này thì cái mặt sau của nó thì cái dây nó hơi cũ, nhưng mà mặt trước thì vẫn còn xài ok. Đây, dây dây cũng rồi tốt nè, chỉ trắng nè. Đó, về tổng thể cái mặt kính của nó thì còn rất là đẹp và độc lạ. Ở đây anh em thấy ở đây nó có một cái kim ở góc 7 giờ đây, đó là kim 24 tiếng. Mình hay thường gặp ở các cái dòng đồng hồ 6 kim á, nó có một cái vòng tròn sử dụng 24 tiếng, thì chính là AM và PM. Ở đây cái cây kim đỏ nó đang chỉ ở hướng gì đây ta? À, chính ngày. À, thì cái lịch của nó ở today, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu đó thì hiển thị đó. Cách chỉnh thì mình cũng rút ra một nấc rồi mình xoay thôi. À, đang là chỉ 1 giờ mấy nè, như vậy là con này 1 giờ mấy chiều là cũng đúng đó nha, đúng 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 giờ. À, 1:35 rồi, ok. Con này tổng thể của nó thì cũng còn khá là ok. Và những cái chiếc này thì những cái thằng Vagari thì nó cũng chuyên về độc lạ, nhưng mà nó không có quá dị biệt, nó vẫn dễ sử dụng. Con này size 39.6 nè. Đó, 39.6, núm hướng 1 giờ, 4 giờ và có cái khắc chữ V, Vagari đó. Rồi, chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 880 luôn nha. Rẻ thôi. Con này là Vagary mã 1 đấy, Vagary 1 đi, V1 là 880. Em nói em có 3 chiếc mà. Con đây V2 là 950, hai con này đồng giá 950 ha. V2 và V3 là sẽ là 950 nha. Đây, cái chiếc này á là ba cốp 6 kim. Và thiết kế của nó là kiểu hình cũng hình chữ nhật nằm ngang. Anh em nhìn thấy cái góc 6 giờ nó có hình trái tim và nó đang xoay. Nó đang xoay như vậy á, thì nó chính là kim dây của bộ đồng hồ chính của mình. Còn ở góc cây kim dài này á, chính là cây kim dây của bộ chrono. Hiện tại bây giờ em ấn cái nút góc 2 giờ nè. Đó, và thế là nó chạy. Cái vòng tròn này là kim phúc của bộ thể thao, và đây là kim 24 tiếng có lịch ở góc 4 giờ nè nè. Con này thì lên tay rất là dễ. Lên tay thì khá là dễ. Những cái thằng Vagary này thì nó thiên về độc lạ rồi. Vagary Gen Continuum nữa, toàn là hàng độc lạ thôi. Đây, máy của nó, mẹ máy cũng là của thằng Citizen. Dây khóa nguyên zin toàn bộ hết ha. Con này 6 kim và nó cái bộ dây của nó nhìn cũng khá là chất. Dây nó còn xài tốt nha nè. Dây nó vẫn còn dùng khá là ok. Và của cái chiếc Vagary thứ ba, con này hơi bị hay ấy, anh em nhìn thấy nè, ở phía sau của nó sẽ không có cái chốt để tháo dây, thấy không? Đây nè, cái dây của nó nằm ở bên trong luôn nè. Hồi sáng em đi thay pin cái chiếc này thì mới phát hiện ra thì con này nó thay dây bằng cách này nè, thay pin bằng cách này nè. Ở đây nó có một cái lỗ, ở dưới đây nó cũng là một cái lỗ, và nó giống như một cái lò xo á. Mình sẽ dùng hai cái cây nhíp á, mình ép ở đây vô, và ở đây nè, ép ở đây vô để nó bung cái nắp này ra. Bung cái nắp này ra thì sẽ lấy được cái dây này ra, rồi sau đó là bung cái nắp này ra nè. Rồi ở phía trong, bên trong cái máy, cái cục máy này nè, nó sẽ còn một cái nắp nữa, thì mình sẽ là tháo cái nắp đấy đó là để thay pin đó. Giống như là cái này là cái nắp để ép cái sợi dây, tháo cái nắp này ra
thì cái cục máy nó ở trong cái khung này này, rồi thay pin thay. Cho nên là con này nó mà nhìn thấy nó không có càng luôn á, đó. Đó. Đã chứ, quá độc. Đây khó nè, khó zin nè, khó zin mà nó chơi nè, chắc chơi lắm, đủ trò đủ kiểu á. Dây khó nguyên zin, lên tay bao ngầu. Nhưng mà con này thì nó lại dành cho mấy anh em tay to, tại vì em thấy cái mặt nó nhỏ nhưng mà nó thiết kế giống như kiểu cái kiểu giống như cái gọi là cái lắc á. Em coi em đeo đi coi. À, em đeo cũng được nè, cũng hay hay nè. Rồi mặt thì nó nhỏ thôi. Đấy, mặt thì nhỏ nhưng mà thiết kế của nó thì nói chung con này thì ăn tiền ở thiết kế mà. Rồi thế đi. Thôi anh đều thích mấy cái sưu tầm mấy cái dòng này thì quất luôn hết ba con luôn đi. Và cuối cùng là em pho siêu. Con này là độ mới là 95% luôn nha, và nguyên zin toàn bộ. Đây. Rồi cái dây của nó là dây zin của nó, và ở đây là nó có nè, các thông số nè. Đây là mã của sản phẩm là ME1061. Mà chỗ này á là ở phía sau đáy của nó có thêm cái mã, nó ghi thêm một lần nữa sau cái đáy nè. Ở đây cái dây của nó chia rồi. Bây giờ mình muốn thay dây, sau này mình thay dây thì mình tháo cái chốt đây ra, rồi sau đó mình mở máy ra để mình thay pin. À, thế thì tổng quan về cái chiếc này thì nó sẽ là như vậy. Nó là cái con này á, nó có hai cái máy. À, cái phần máy bên đây là bộ máy chính và nó sử dụng pin. Còn cái phần bên đây sẽ là bộ máy cơ, và cây kim dây nó ở phía bên cơ này là mình lắc lắc là nó sẽ chạy. Nhưng mà thực ra nó không có liên quan gì tới cái phần đồng hồ chính hết trơn á. À, nó giống như nó chia làm hai phần. Cái phần bên đây là sử dụng bộ máy pin 2 kim. Còn phần này là sử dụng bộ máy cơ 1 kim. Đó. Thành ra là để mình... dành cho những anh em nào thích mang có một sự độc lạ nhưng mà yêu cầu là đồng hồ chạy chuẩn xác, không có cần mình phải lên cót hay là sau này bị sai số, thì những cái chiếc này nó rất là phù hợp. Con này nó được may mắn một cái nữa là độ mới của nó rất là cao. Dây da nguyên, nói chung là dây nguyên zin hết toàn bộ mà như vậy, chưa có bị bong chóc hay gãy gì hết, là rất là ok. Size là 41.7, chắc cỡ 42 ha, cho là 42 đi, tại vì con này nó khá là dày, do nó ăn gian cái sợi dây nó ở phía dưới đáy nè, cho nên lên tay thì mình sẽ thấy nó sẽ to hơn một chút đó, nó kiểu vậy nè. Rồi ok, con này dây khó nguyên zin đây nè, khó pha siêu nè, dây này giống dây cá sấu ha. Kệ nó đi. Thôi chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là con này bán nhiêu vậy ta. Thôi con này để cho mấy anh em giá là 1380 đây. Rồi mẹ sẽ là con này sẽ là pin Liker đấy. Mà có một con này chứ mấy. Rồi 1380 nha. Rồi chiều nay em lên mấy chiếc cỏ như thế. Cảm ơn anh em.